Và đại chúng làm người Phật tử thì chúng ta gặp nhau, thì thế gian hễ mà gặp nhau thì không trà thì nước, thấy không? Người ta nói khách tới nhà không trà thì rượu, có nơi thì nói là khách tới nhà không gà thì vịt. Thì đó là theo cái nhìn gặp gỡ của những người trong trong đời. Thì chúng ta sống trong đời cũng không khác, gặp nhau cũng phải đãi nhau. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật á, thì không phải đãi nhau bằng một buổi cơm chay không, mà còn đãi nhau bằng một cái thời nói chuyện Phật pháp. Đây là giờ phút chúng ta trùng tuyên, và chúng ta gọi là trùng tụng. Tụng tức là những gì chúng ta đã thuộc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thường trùng, tức là lặp đi lặp lại, thì có lẽ những gì chúng ta thuộc nó sẽ quên. Cho nên chúng ta mới có cái việc tụng kinh đó. Tụng thì mình đã thuộc rồi, nhưng mà bây giờ mình thường tụng để mà làm cho cái nhớ của mình nó mãi mãi nó nhớ sâu, nó nhớ sâu hơn nữa. Để làm chi? Tại sao phải nhớ sâu? Tại vì khi mình có nhớ sâu thì gặp việc trong đời nó đến với mình, thì mình liền lấy cái đó ra mình ứng xử, để chúng ta tăng trưởng cái công đức đạo hạnh cho mình. Ở đời chúng ta có hai việc chúng ta phải làm: chúng ta phải sống và chúng ta phải học. Ai cũng cần sống, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta không có học thì cái sống cũng được, nhưng mà cái sống đó thiếu chánh niệm, thiếu tế nhị, thì mình sống không có được. Cái đời sống mình đã không trọn vẹn. Sống làm sao mà người ta thương, người ta mến, người ta có cái sự nhắc nhở về mình, phải không? Người ta thường nói là gì đó, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Nhưng mà tiếng thì nó cũng hai loại: tiếng tốt hay là tiếng xấu. Bây giờ qua nước Mỹ rồi mình thêm câu hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Thì mình sống thì cần phải có biết cách sống. Mà giờ muốn biết cách sống thì phải học. Cần phải học. Học để làm gì? Học để làm cho cái sống của chúng ta nó thêm ý nghĩa, và làm cho nó cái sống này nó có sức sống. Chứ không phải là sống mà bệ rạc, sống mà èo uột. Cũng giống như cái cây á, nếu mà mình nhìn cái cây đó mà nó tươi tốt, nó vươn thẳng, thì mình nói cái cây này có sức sống. Một con người cũng vậy. Một người tu, tu là mà không có biết cái cách tu á, thì tu cũng có tu mà tu èo uột, không? Tu thấy nó héo hắt, tu không có thấy cái sức sống ở nơi cái người đó. Có nhiều người mình nhìn người ta tu mình muốn tu theo, phải không? Có nhiều người mình thấy người ta tu mình muốn gì? Tu rị. Mình nhìn người ta tu mình thấy người ta tu rị cái mình cũng rị theo. Cho mình thấy cái người đó cần phải làm sao để cho cái sức sống của họ nó có. Mà muốn được như vậy thì phải làm gì? Phải học. Mà học với ai? Học với Phật. Cho nên chúng ta gọi là học Phật. Chúng ta gọi là học Phật. Học Phật để làm chi? Học Phật để, cái học Phật có nghĩa là học làm Phật. Còn Phật học là gì? Phật học là giáo lý. Ví dụ như hàng ngày quý vị mở một bài giảng lên quý vị nghe, hay là quý thầy nào có đi đâu giảng, quý vị đến quý vị nghe giảng, mở kinh mở sách ra đọc, biết giáo lý rồi hiểu pháp số. Thí dụ người ta hỏi tứ diệu đế là gì, biết khổ tập diệt đạo. Người ta hỏi tứ nhiếp pháp là gì thì phải biết bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Hỏi từ là chi, bi là chi, nói hết. Mấy cái đó là Phật học. Nhưng mà phải có Phật học để chúng ta học Phật. Hai cái nó khác nhau. Phật học là học giáo lý, còn học Phật nghĩa là học để làm Phật. Cho nên người Phật tử chúng ta nhận chúng ta là Phật giáo. Hỏi anh theo đạo giáo nào, tôn giáo nào? Nói tôi theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Là cái con, là cái nơi chốn giáo dục chỉ dẫn cho chúng ta làm Phật.
mà Phật nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Vậy thì Phật giáo nghĩa là giúp đỡ cho chúng ta sống tỉnh thức, chứ không phải để cho chúng ta sống mê mờ. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải học. Mà cái học này học hoài, học mãi. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật là đạo cho con người, chứ không phải đạo Phật cho cõi trời hay cõi địa ngục. Tại sao Đức Phật không thị hiện ở cõi trời? Tại sao Đức Phật không thị hiện cõi địa ngục mà Đức Phật lại thị hiện ở cõi người? Tại vì cõi trời sướng quá, nói khổ họ không tin. Tại vì có bao giờ họ biết khổ đâu mà nói khổ với họ. Cho nên khó khuyên họ tu. Mà địa ngục khổ quá, nói con chỗ sướng họ không tin. Họ nói I don't see anything. Giống như bây giờ quý vị gặp một cái người khổ, quý vị nói chị nghe tôi đi, bây giờ chị buông bỏ cái này, chị theo tôi, chị đi chùa đi, chị sẽ vui. Thôi tôi nghĩ đời tôi không có bao giờ biết vui là gì. Đó, trên thế gian này cũng có nhiều người, người ta khổ quá. Bây giờ mình tới mình offer, mình tới mình cúng dường ta một cái công việc là mình chấp nhận hướng dẫn cho người ta trở về cái con đường lành, có lẽ người ta cũng không, bởi vì cuộc đời người ta quá khổ. Mà một người mà quá sung sướng rồi, mình tới mình nói cho người ta nghe đời là vô thường, sống nay chết mai, họ nói chị đừng có nói mấy cái đó với tôi thấy cuộc đời tôi không có gì khổ hết đó. Thì mình ví dụ trên cõi đời này để mình thấy rằng giữa trời với người, tại sao Phật không thị hiện ở hai cõi đó mà Phật thị hiện ở cõi người này? Bởi vì cái cõi người của chúng ta, nếu nói trong các loài động vật thì con người là động vật tối cao. Con người động vật tối cao, con người linh động hơn, con người thông minh hơn, con người tài trí hơn con vật những loài khác. Và đồng thời cảnh này có khổ có vui. Ví dụ như người ta nói có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Nhưng mà trong cái chùa mà chúng ta nói chùa vui đó, thỉnh thoảng nó có những cái không vui không? Có. Rồi mình nói là đời tôi mà có được một người yêu rồi tôi hạnh phúc nhất. Nhất không? Không. Nếu mà nhất là nhất từ dưới đếm lên, chứ không phải nhất từ trên đếm xuống. Cho nên mình đó, khi không có cái gì khi mình nói nhất, mà hãy có rồi cái cũng nhất mà nhức nhối. Cái mình nó muốn là khi mà tôi ước gì anh cưới được nàng mà, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà tới hồi không còn thương nhau nữa thì bà tự rửa. Thậm chí ăn uống không lo cho nhau mà, phải không? Thành thử ra cái gì mà chúng ta không có thì chúng ta muốn có. Cho nên người Phật tử cũng vậy, chúng ta là những người đệ tử của Phật, mình bây giờ biết đi chùa, biết ăn chay, biết tụng kinh, mình coi như là mình vào cuộc rồi đó. Mình bây giờ giống như những người chứng được sơ quả của tứ quả rồi đó, gọi là tu quả gì? Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng được dịch là Bất Lai. Quả Tu Đà Hoàng được dịch là gì? Cái quả này gọi là nhập lưu, tức là đi vào cái dòng thánh rồi, không còn lui sụp. Và cái quả này gọi là nghịch lưu, hai nghĩa. Một cái là nhập lưu, cái là nghịch lưu. Nhập là nhập lưu gì? Nhập vào cái dòng thánh. Nghịch lưu là gì? Nghịch lại với dòng đời. Nhưng nếu chúng ta ở trong một cái đạo tràng tu rồi mà chúng ta còn chưa thuận theo cái điều tu, chúng ta làm những điều nghịch thì coi như chúng ta đi ngược lại với cái điều mà chúng ta học. Cho nên á, người Phật tử trước hết mình phải Phật học, tức là mình phải học giáo lý. Học giáo lý để mà chúng ta rõ biết cái gì Phật dạy chúng ta, để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. Rồi mỗi ngày gặp khó khăn rắc rối thì phải nhớ, đây là giờ phút tôi học Phật. Ví dụ như giờ mình học cái bài học gọi là nhẫn nhục, nhịn nhường. Rồi ai chọc ghẹo mình, cái mình tức quá mình nói, cái mình tự nói với mình: hôm qua, hôm kia, năm nay rồi tôi tới chùa tôi Phật học. Bây giờ tôi nhịn được cái người này là học Phật. Cho nên
ai mình, nếu mình khéo là mình sử dụng được Phật học và mình sử dụng được học Phật linh động trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, hồi nhỏ mình ở nhà mình có học cái bài thơ, cái bài ca dao: dí dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tại vì con còn nhỏ, cái trường, cái chỗ mà con học là có trường, có lớp, có bài, có bảng và có ngày hết lớp. Người ta in sẵn hết rồi. Mỗi ngày học mấy chương, học hết năm học cái là hết tập đó. Nhưng mà trường đời thì sao? Không bài bản gì hết. Trường đời là muôn hình muôn dạng. Bể mà mình bước ra đời rồi thì mình phải học tất cả những cái bài học trong đời. Cho nên ở cuộc đời này của chúng ta đó, chúng ta thường nói thiện ác. Người đó coi vậy mà ác lắm. Mà nếu mà chúng ta muốn nói cái ác đó đó, nó có cái tính cách xấu mà người ta sợ nó, giống như một loại bệnh dịch, người ta gọi là ác ôn. Quý vị có nghe chữ ác ôn không? Ác ôn tức là cái ác đó, cái xấu đó, mình sợ nó, mình ghê nó, giống như một loại ôn dịch vậy đó. Cho nên thường người ta hay lấy một cái ví dụ để người ta ráp vô cái chữ đó nữa, để nó làm hiển lộ, người ta xác định cái xấu tột cùng của nó. Nhưng mà ở trên đời này, đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Thì cái thiện nó cũng chưa chắc đã là thiện, mà cái ác nó cũng không hẳn là cái ác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái thiện nè, mình gọi là thiện đó. Mình đi chợ, người ta, cái cô tính tiền á, cổ thối là cho mình tiền dư 3 đồng. Ra tới xe mình đếm đếm cái mình thấy cô này cổ thối dư. Cái mình để chứng minh mình là thiện, chứng minh là thiện, xách 3 đồng vô trả. Em thối tiền chị, em thối dư á, chị đưa lại cho em nè, em thấy em hên không? Gặp người khác tao lấy luôn rồi. Gặp chị á, chị Phật tử mà, chị tu mà. Đưa 3 đồng lại. Nhưng mà xui cái là bà chủ tiệm bà đứng đó, bà nói cái con nhỏ này làm ăn ẩu tả. May là gặp cái bà khách 3 đồng, mà 3 đồng mà nó thiếu vậy, mà một tháng mà nó chừng 3 lần 10 lần mình mất tiền, thôi cho nó nghỉ việc có bộ sướng hơn. Như vậy quý vị thấy không, cái việc làm của mình là thiện, nhưng mà hóa cái cô mà nhận lên 3 đồng á, mặt thì miệng thì cảm ơn mà trong lòng nó bà nội này thiệt khổ. Bà thiện chi bất nhân vậy. Quý vị thấy chỗ bà nói không? Cho nên cái thiện nó có chắc thiện đâu. Cho nên thiện á, ác á, người xưa không có, mình khó nói lắm. Như bây giờ chư tổ định nghĩa cho chúng ta thiện ác làm sao để chúng ta tự, chúng ta cân phân để rồi chúng ta làm. Thiện là gì? Thiện dịch gọn là tăng ích. Tăng cái điều lợi ích, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, gọi là thiện. Ác là gì? Ác được đơn giản dịch là tổn giảm. Mình làm tổn thương người khác, mình làm giảm đi cái tình thương giữa mình với người, gọi là ác. Một lời nói của mình, một lời nói của mình, nếu mà lời nói đó làm cho người ta phấn khởi, người ta phấn chí, thì lời nói đó thiện. Mà lời nói mà làm cho người ta đau lòng, người ta nản chí, người ta không muốn tiếp tục sống, thì lời nói đó là tổn giảm, là ác. Chư tổ luôn luôn, đạo Phật dạy cho chúng ta 3 điều. Một là lánh ác, 2 là làm lành, 3 là giữ tâm trong sạch. Mình cứ nhớ là tất cả những gì Phật nói, nó chỉ gồm gọn trong 3 câu đó thôi. Chỉ cần tâm mình trong sạch lắng động thì mình liền sẽ thấy cái nào ác và cái nào thiện.
Nhiều khi mình nói một cái lời rất là thật, rất là Phật pháp, nhưng mà người ta nghe xong người ta đau lòng nát dạ. Thí dụ như người ta đang bực bội gì với mình, người ta đang mắng xả gì mình đó, ai gì là Phật mồ, Phật nó chửi con đó, Phật ơi nó chửi con. Giống kìa, tôi nói chỉ kêu Phật ra chỉ rủa tôi. Mình nói giống như mình niệm Phật để mà mình qua cái cơn giận vậy đó, nhưng mà thật sự ra mình đang chọc tức cái người mà người ta giận thôi. Thì cái miệng mình tuy nói Phật, nhưng mà cái ý, cái nguồn cội nó sinh ra đó không phải thiện. Có nhiều khi ta nói gì oan mình á, nè nè chị nói nghe đó, ông Phật ngồi đây nè, chị coi chừng á, chị coi chừng á, anh coi chừng á, ngọn đèn linh lắm à. Mình người khi nói gì ông thần ở đây linh lắm à, chị nói đi hen, đó Phật Phật làm chứng giùm con nghe, bà nói con vậy đó, tội nghiệp cho Phật không. Thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu, gây gỗ ở đâu bắt ông Phật ra làm chứng. Nhưng mà thật sự ra những cái giây phút đó người ta nhìn vô, ta nghĩ giống như mình là minh bạch, mình là phân oan cho mình, nhưng mà thật sự cái hành động nó không có đẹp. Mình làm cho người ta thêm cái bực bội, cái tức tối, mà trong khi người ta đang hiểu lầm mình. Sở dĩ người ta nóng giận với mình là bởi vì người ta có hiểu lầm với mình, chứ không có gì hết. Trên đời này chúng ta không có kẻ thù, chúng ta chỉ có bạn thôi. Nhưng mà bạn thì nó hai loại bạn. Một là bạn hiểu mình, hai là bạn chưa hiểu mình. Bạn đã hiểu mình cho nên bạn support, luôn luôn nâng đỡ cho mình. Còn một người bạn thứ hai là chưa hiểu mình cho nên mới có những hành động lời nói như thế. Chứ họ có phải là kẻ thù mình đâu, họ chưa từng làm cái gì mình mà. Chỉ có điều là mình làm cái hành động đó họ chưa hiểu cho nên họ phát tán, họ bực bội với mình. Rõ ràng họ là bạn. Có nhiều khi đã là bạn thân, nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó người đó cắt liên lạc với mình và thưa thớt với mình. Họ không nói cho mình nghe chuyện gì, chẳng qua là do họ hiểu lầm. Nhưng mà họ không nói ra. Nhưng mà mình chưa hề bao giờ mình nghĩ họ là kẻ thù. Mình biết đây là một người bạn của tôi mà hôm nay là tự nhiên thưa thớt nhạt nhẽo với tôi, thì tôi biết là có chuyện gì mà không biết chuyện gì thôi. Cái quan trọng là chúng ta luôn luôn nuôi được cái tâm của chúng ta. Cái tâm thiện lành mà Đức Phật dạy là giữ tâm trong sạch đó. Đừng nhìn ai bằng cặp mắt nhục nhãn phàm phu của ta, mà hãy nhìn mọi người bằng cặp mắt thiên nhãn của chúng ta. Để rồi từ từ, từ cái trình độ thiên nhãn đó dẫn chúng ta đến cặp mắt của Phật nhãn, Pháp nhãn, Tuệ nhãn, vân vân. Chúng ta có năm thứ mắt. Một đó là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là Pháp nhãn, bốn là Tuệ nhãn, năm là Phật nhãn. Cũng một cái nhìn. Hồi đó cái người đầu tiên mình mới gặp đó, có khi mình gặp kiểu này nha, mình mới vừa gặp cái người đó cái mình thấy trời, con nhà ai mà dễ thương quá ha, chưa biết gì người ta nhưng mà gặp người ta có cái dáng vẻ có bộ được quá. Nhưng mà rồi cũng có trường hợp ngược lại, mình gặp cái người đó mình nói trời, cái thằng nó không biết gì mà nhìn cô hồn quá. Mình chưa biết gì ta lấy cái nhục nhãn nhìn cái đó, rồi tính về tính. Rồi cái người ta mới nói với mình, trời ơi chị ơi, thấy tóc dài, thấy nó cô bồi vậy đó, mà nó tốt lắm á. Cái tự nhiên đổi cách nhìn thiên nhãn. À vậy hả, cái lát đi ra, nè thấy thằng đó vậy chứ tốt lắm á nghe. Thiên nhãn. Tức là con người của chúng ta là luôn luôn chúng ta phán đoán người ta. Nhưng mà hãy tùy theo cái tâm tu của mình. Hễ mà tâm tu của mình thuần khá thì mình nhìn ta thuần khá. Còn hễ tâm tu mình mà dở cái là mình nhìn người ta dở. Cho nên như vậy thì cái gốc là ở người ta hay ở mình? Cái gốc cái mình. Vậy thì tu theo Phật là trở về với ai? Trở về với mình. Nếu như hôm nào mình cứ nhìn người ta bằng cái xấu, mình tự nói sao mình tối ngày mình cứ nhìn xấu người ta. Hồi đó hôm qua có một cô của tu chung. Mà cái cô này lạ cái á, cổ gặp ai cổ cũng nói người ta khùng hết á. Một là cổ nói người ta khùng, hai á mà cổ thấy mà người đó mà vắng vắng mà không đi á, cái cổ gọi tới cổ nói bộ giận chuyện gì sao không đi. Mà quà nghe hoài cái mình cũng khó chịu. Cái bữa đó quà mới gọi lại quà nói
sao cô không nghĩ nó đơn giản, thí dụ cô gọi tới người ta, cô nói ờ lúc này có khỏe không, sao mà lâu quá không thấy đi, mắc chi cô phá người ta giận. Tức là lúc nào mình cũng gắn cho người ta, một là tại mình hay giận cho nên mình mới nghĩ ai mà vắng vẻ là giận. Rồi nếu mình như vậy, tức là mình xác định người ta hay nó thiếu gì cách để rà hỏi người ta lý do nào mà ta không đi, phải không? Nhưng mà mình phán chi câu đó. Cái thứ hai, mình nghĩ mình tỉnh cho nên xung quanh mình ai cũng khùng. Người ta khùng mà người ta biết văn mùng chảy chiếu, khùng mà đưa hủ tiếu bún riêu người ta biết không, khùng mà gặp người đẹp ta biết yêu không. Cho nên mình gặp ai mà cũng nói ta khùng. Cho nên á, cái học Phật là học làm sao? Học Phật tức là học trở về để sống được với cái tâm tánh giác ngộ sáng suốt tỉnh thức ở nơi mình. Người nào mình biết nhận như vậy, mình hiểu người ta nhiêu là mình biết nhiêu, chứ mình không có phán hơn. Có đa số mình phán hơn, trời ơi nó làm sao nó qua mặt được tôi. Nó bước ngang tôi biết là ý nó muốn gì rồi. Nhưng mà thiệt sự ra mình còn chưa biết mình là ai thì làm sao mình biết người khác là gì. Cho nên cái quan trọng là mình biết mình là ai. Mà mình thắng được chính mình mới là cái chiến công oanh liệt. Chứ còn mình thắng người ta chưa chắc. Mình giành được bao nhiêu? Mình giành được nhưng mà ở hết không? Ở cũng đâu có hết. Hồi xưa có một cái ông quan, ông lập được một cái chiến công với một vị vua. Thì vị vua đó ông mới nói là bây giờ ấy, giang sơn của trẫm, cái công của khanh lớn lắm, bây giờ trẫm muốn cho khanh một khoảng đất, người khanh muốn được nhiều khanh muốn. Ông mới nghe vậy cái ông phóng lên con ngựa, ông cởi. Mà ổng giao kèo với vua là hễ ổng cởi tới đâu á, xa bao nhiêu thì coi như đất đó thuộc về ổng hết. Trời ơi, ổng leo lên con ngựa, ổng phóng đi ngày đi đêm, ổng mừng lắm, biết bao nhiêu đất phía sau là của ổng hết. Ổng đi tháng này qua tháng kia, cuối cùng con ngựa nó mỏi mòn nó chết. Nó chết xong ổng cũng sao? Ổng cũng mệt mỏi, ổng gục xuống chết ngay chỗ đó, cái người ta đào cái lỗ người ta chôn ổng luôn ngay đó. Quý vị hiểu câu chuyện đó không? Mình dành cho nhiều mà rốt cuộc mình nhiều cũng nhiều đó thôi. Đó. Mình dành cho nhiều rồi cũng nhiều đó thôi. Đó. Rồi mình lấn lướt, mình quơ tay quơ chân, mình đủ trò đủ kiểu hết rồi, rốt cuộc mình múa ở đâu? Múa trong cái hũ á. Nằm vô đẩy vô trong lò, bấm nút cái 6 tiếng đồng hồ sau đẩy mình ra, cái lúc này mình mua bột trắng gì đó ở trong cái hũ đó thôi, không có nhiều hết á. Vậy thì cái học Phật là để chúng ta thấy rõ cái đó, không phải để chúng ta buồn chán sầu đau về cuộc đời, mà để chúng ta tự thắng những cái sân hận phiền não tức tối ganh tị, mấy cái lặt vặt đó. Thật sự ra nó là gia vị làm cho thức ăn ngon, nhưng mà nó không phải là món chính. Quý vị để ý có phải không? Nay nấu một tô phở, ăn phở, nhưng mà phở ngon nhờ quế, nhờ ngò gai, nhờ chanh, nhờ tương, nhờ ớt, chớ đâu có ăn cái đó. Nhưng mà hãy cầm cái đó ăn không, người ta nói khùng. Cầm ớt ăn không, người ta nói kỳ. Cầm quế nhai không, kỳ. Đợi hết mấy đó rồi. Phở là cái tô chính, nhưng mà nhờ những cái phụ tùng để làm tô phở thêm ngon. Phải không nè? Nhờ những cái phụ tùng làm tô phở thêm ngon. Nhưng mà ăn là ăn phở, không bao giờ ai cầm cái đó ăn riêng một mình, trừ trường hợp nhai chút cho vui. Cũng như thế, sân si phiền não nó là những cái phụ tùng, nó tác thành đạo nghiệp cho ta. Nó là con của mình mà, nó là đệ tử của mình mà. Cho nên mình đi thỉnh kinh ở Tây Phương Cực Lạc, mình phải khiêng nó theo. Mình khiêng Tôn Ngộ Không theo, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân. Mình khiêng Trư Bát Giới theo, Trư Bát Giới tượng trưng cho tham.
mình khiêng ngộ tịnh theo. Ngộ tịnh tượng trưng cho si. Đường tăng là mình, đường tăng là mình, một con người từ bi thánh thiện đơn giản vô cùng, thiện ác không biết, không? Nhưng mà trong con người bình thường đó có ba đứa đệ tử độc đáo: tham, sân, si. Đi tu rồi, ba đứa nó tu theo, nó phò cho mình tới chỗ thành Phật. Không có nó không thể tới Tây Phương. Quý hiểu được chỗ đó không? Không có tham sân si thì làm gì mình phát triển giới định tuệ. Cho nên ngộ không á, phải tu giới là đeo cái vòng kim cô. Bát giới tham quá phải thọ tám giới để trừ tham, cho nên có biệt hiệu là bát giới. Sa tăng vì si mê cho nên phải đeo sâu chuỗi để tượng trưng cho định tĩnh. Tham sân si là tam độc, mà nhờ tam độc để chúng ta chuyển hóa thành giới định tuệ. Không có tham sân si thì không thể tới Tây Phương. Không có tham sân si thì chúng ta tu hành cũng không thể thành được. Cũng như là đường ngồi gai rau quế vậy đó. Không có nó thì tô phở không thành phở. Nhưng mà không thể chỉ ăn nó mà quên phở. Phở là cái chính, nó là cái phụ làm cho phở thêm ngon. Chúng ta tu cũng vậy, nhờ có nó mà chúng ta tăng trưởng được đạo quả Bồ Đề. Quý vị hiểu chỗ đó không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài là một thái tử, nếu Ngài không thấy cảnh khổ của chúng sanh là già bệnh chết thì chắc gì Ngài phát tâm tu. Chắc gì Ngài phát tâm tu. Rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân với nhau và đang thống lãnh như người đệ tử, mỗi người làm một vị thầy cho mấy trăm đệ tử. Nhưng mà họ hiểu rằng cái mà họ đang đi đó hình như nó chưa ổn, cho nên hai vị này mới nói với nhau, nói với nhau rằng á, một ngày nào đó nếu một trong hai người chúng ta tìm được một vị minh sư thì chúng ta hãy báo cho nhau biết mà chúng ta tu đi theo tu. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi trên đường, Ngài gặp một vị đệ tử lớn của Phật nằm trong nhóm của năm vị Kiều Trần Như đó. Quý vị nhớ năm anh em Kiều Trần Như đó là năm người tu chung với Phật. Thì sau khi Phật trở về vườn Lộc Uyển, Phật độ rồi thì năm vị đó theo Phật tu. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất gặp năm vị đó. Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm vị đó. Thấy thân tướng sao mà trang nghiêm quá, trì bình khất thực đẹp quá. Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa tôn giả, nhìn thân tướng tôn giả, tôi biết tôn giả có một vị thầy phải nói là đạo hạnh lắm cho nên mới ra được một người đệ tử như thế này. Chẳng hay ai là thầy của tôn giả? Bây giờ tôi, thầy của chúng tôi là Sa Môn Gotama. Dạ thưa tôn giả, Sa Môn Gotama dạy cho tôn giả cái gì? Thầy của chúng tôi dạy các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngài nghe bài kể 4 câu rồi, Ngài Xá Lợi Phất tỉnh bừng ngộ. Bởi vì Ngài đã có cái chủng tử giác rồi, cho nên nghe ai khai thị một cái câu đó thì cái sự giác của Ngài nó bừng lên. Cái chỗ đó đó đạo Phật gọi là gì? Cái giây phút mà người ta khai thị mà chúng ta bừng nở trong lòng mình đó, cái đó gọi là thị giác. Thị giác. Mà tại sao Ngài có thị giác ngay lúc đó? Bởi vì nơi Ngài đã có một cái gọi là bổn giác. Bổn giác tức là Ngài đã có cái gốc giác rồi, cho nên bây giờ chỉ cần nghe một câu khai thị trong sáng thì tự nhiên cái giác của Ngài nó bừng lên, thị giác. Và từ đó nương theo cái thị đó, bắt đầu mình sao? Cứu cánh giác. Con người mình có ba cái giác, mà hình như mình không sống ba cái giác này. Mình sống với cái giác thứ tư: giác lưu, giác hủ, giác thùng. Cho nên á, thiện ác là tổn giảm
tăng ít tổn giảm. Mình nói cái gì mà cho người ta hạnh phúc? Quý vị thấy đi chùa làm công quả, mình nói là sao? Tạo phước. Cúng dường tạo phước. Nếu mà chúng ta khéo nhận ở trong chùa đó, cho chúng ta tạo phước từ sáng tới tối. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chính những cái chỗ mà chúng ta đang tạo phước, không có chánh niệm, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm, không có chánh định, thì những cái đó nó tạo ra tội nghiệp. Nghiệp hay là tội? Chư tổ hồi xưa các ngài cũng nhắc chúng ta, muốn tạo phước phải giảm sân. Tại vì khi mà chúng ta sân quá, chúng ta nói bậy, chúng ta nói bậy thì tổn thương người khác, mà đôi khi chúng ta quên ai trên ai dưới nữa đó. Giận quá nói bậy, nói xổn, người trên không biết, người nhỏ không hay. Có đôi khi á, mình nghĩ nó là con mình, nó là cháu mình, nó nhỏ hơn mình mắng xả nó, nhưng mình đâu có biết cái lời nói đó đứa nhỏ đó để trong lòng nó không có quên. Pháp Hòa gặp mấy đứa nhỏ đó, nó nói tới bây giờ con không quên được, hồi nhỏ mẹ con nói con một câu mà lúc giận quá chỉ nói, mà thật sự cái câu đó nếu đối với mình là không có nặng, và thậm chí mình biết rằng lúc đó người mẹ chỉ nói do giận thôi, mẹ ghét con lắm vậy thôi đó, mà nói rồi không nhớ nói lúc nào, mà đứa nhỏ nó lại là dính cái câu đó, tại nó là một trang giấy trắng. Mà trang giấy trắng mà mình nói một câu gì á là nó vào trong đó. Cho nên á, mình mà sân đó, hồi nãy qua nói đó, sân đó, hễ mà mình giận quá mà mình không biết mình đang sân, tức là không thắng được cái sân mình, thì bắt đầu mình nói từ cái sân này là cái gốc, cái căn bản phiền não. Nó tạo ra cái chi mạc, tức là gì? Nhành lá, tức là chúng ta tạo nhiều cái rối rắm do cái sân này. Rồi khi mà chúng ta buồn khổ, chúng ta than trời trách đất, hại người mắng người, và thậm chí chúng ta tạo những cái điều và nói những điều không có phù hợp, thế thì chúng ta làm cái tô phở của chúng ta nó mất ngon. Ví dụ như mình ăn phở mà muốn ngon thì chỉ cần để ớt tương thì nó mới thơm thêm cho cái tô phở. Đi múc một muỗng ớt sa tế vô nó cũng ngon, nhưng mà nó làm cái tô phở bị bán đi cái mùi thơm của tô phở, do cái mùi sa tế đó nó nồng hơn. Có đôi khi chỉ một muỗng ớt sa tế nó làm hư cả một tô phở. Và thậm chí có đôi khi chúng ta nấu xong một cái nồi nước lèo, chúng ta để không đúng chỗ, lát tới giờ ăn nồi nước lèo chua lè. Cái nồi nước lèo đó là nồi nước lèo công đức, mà chúng ta không khéo thì một nồi nước lèo đó nó làm sao? Không xài được gì hết. Còn nếu mà cái nồi nước lèo đó mà để đúng chỗ, chẳng những nó nấu được bánh canh mà nó nấu được các món gì có nước, tại vì nó chỉ là một nồi nước ngọt. Cho nên cái công đức mà chúng ta có rồi đó, chúng ta hồi hướng về cõi nào cũng được và cho ai cũng được, không luận. Tụng một thời kinh, tại sao tụng xong rồi hồi hướng quá trời vậy? Đầu tiên là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kế đến là cửa chùa thanh tịnh, nghe nó cửa chuồng cửa chùa thanh tịnh, đại chúng an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ, rồi mình cầu cho gia đình Phật tử, đọc tên tuổi ra đọc hết không, rồi thứ rồi cầu siêu, rồi kế đến là mình, vân vân. Có một thời kinh à, tụng đâu chừng 30 phút rồi mà còn tính gọn nữa chứ, Bát Nhã hồi đại bi Bát Nhã nha. Nhưng mà sau đó hồi hướng. Thật sự cái tụng đó là gì? Tức là khi chúng ta đem hết cái tâm thành của chúng ta tụng. Nước cốt đó, tụng hết tâm thành là nước cốt á. Nhưng mà nước cốt này có thể nấu tất cả các loại món nước.
Tại vì nó là nước ngọt mà. Cho nên cái phước mà chúng ta khéo đó, chúng ta lượm phước bỏ túi chơi mỗi ngày, mà chúng ta không có chánh niệm rồi đó, thì chúng ta cũng vứt nó đi dễ dàng vậy. Mà chư tổ còn hay nhắc mình câu khá khá một chút nữa: cái phước á, khó kiếm mà dễ mất. Muốn kiếm phước thì khó, mà muốn mất phước không? Dễ lắm. Một câu nói, một hành động, một cử chỉ mà nhiều khi người ta không cần làm gì đó, ta thấy mình cái thôi là mình cũng tổn rồi đó. Tổn cái tình thương nơi người ta trước, cái tổn trước hết là hồi xưa đó mình chiếm tình cảm nhiều người mà riết rồi sao giờ tình cảm đó nó không còn như đó nữa, là mình thấy mình cũng là mình. Cái tổn đây là gì? Trước hết là mình tổn cái tình thương của những người xung quanh mình, do cái cách ăn, cách sống của mình, cách nói năng, cách hành động của mình. Đó là Pháp Hòa nói bản thân mình phải tu tập. Có giỏi cũng không có khoa trương. Hồi đó có một cái ông đó, ông là cái người đánh xe cho một ông quan. Thì ông đang đánh xe ngoài đường cho ông quan, thì vợ ông đi chợ về. Trên đường đi chợ thấy chồng mình đánh xe cho một ông quan, thì bà vợ về, bà vợ lấy vali gói quần áo vô và chuẩn bị dọn đi chỗ khác ở. Ông chồng đi làm về mới thấy bà vợ có hành động ngộ, mới hỏi tại sao bà định dọn đi. Nói ngày hôm nay tôi đi chợ, tôi ra đường, tôi thấy ông, tôi xấu hổ quá, tôi phải dọn đi chỗ khác. Bà vợ mới hỏi tại sao, ông chồng hỏi tại sao bà xấu hổ. Ông chỉ là một ông tiều phu, một cái ông phu xe, đánh xe cho một vị quan thôi. Mà cái ông quan ông ngồi trên xe đó, ông vén cái màn ra, rồi ông sắp tay, ông gặp người này, ông chào, ông hỏi. Còn ông là người kéo xe mà mặt ông ngước trên trời vậy. Cái câu chuyện đó nó chỉ để nhắc cái ông đó chỉ là kéo xe mà ông nghĩ ông vinh dự, ông làm lớn, tức là ông là cái người được kéo chiếc xe cho một ông quan. Nhưng mà ông quan kia thì ông lại làm quan mà không có phải như vậy, lúc nào cũng khiêm cung. Cho nên là chúng qua câu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta cái hạnh khiêm cung là cái hạnh rất cần cho người tu của chúng ta. Vì vậy cho nên người Phật tử muốn tăng trưởng công đức, tăng trưởng phước dễ lắm. Mỗi lần gặp nhau chắp tay xá chào, đi về nếu mình không muốn chào riêng người nào trừ thầy thôi, dạ thưa thầy con về, dạ em xin chào tất cả, em xin đi về, có sao đâu. Một cái lời nói nó đơn giản như vậy thôi mà người ta ngồi đó ta không bao giờ ta nói gì hết, và thậm chí mình tăng được chút phước. Mình muốn cho người ta biết mình không ưa, chào bác hai, chào bác ba, chào bác tư, tới cô đó mình quay ra mình đi về, cái là người ta liền đánh một cái câu hỏi: ủa tại sao nó chào hai ba tư mà cái cô này nó không chào, hay là cái anh này không chào. Thật sự ra mình làm như vậy nó không có đẹp ở trong cái đạo tràng. Mà vị thầy ngồi đó thầy cũng khó xử lắm. Phật tử với nhau không, hay là ba mẹ anh em xích mích với nhau mà đi về cái anh hai em về nha, anh ba em về, nghe cái ông tư mình bỏ lờ, thì ba mẹ ngồi đó ba mẹ cũng khó chịu lắm. Mình cứ đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó, nếu mình là ba là mẹ thì mình sẽ như thế nào nếu con mình như vậy, thì nếu mình làm thầy mà mình đệ tử mình như vậy thì tâm mình người thầy sẽ như thế nào. Cho nên chúng ta lo cái tô phở mà chúng ta quên những cái đó. Mà nhiều khi chúng ta quên tô phở, chúng ta chỉ đi lo bánh phở rồi chưa luộc, nước phở rồi chưa có, mà lo lặt rau sắp tô sẵn, tới hồi ăn ủa phở đâu. Ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật dạy trong tất cả chúng ta vẫn còn cái chất của sân si phiền não, nhưng chúng ta đừng có sợ nó. Nó là cái người giúp cho chúng ta tu, quan trọng là chúng ta biết nó. Cho nên hồi xưa có một vị tổ làm một bài kệ ngộ đạo đó: dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ố, lục trần bất giác, hoàng đồng chánh giác.
Nếu mình muốn đi đến cái chỗ, mình muốn đi đến cái chỗ cao tột của đạo, thì chúng ta đừng có ghét bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta đừng có ghét bỏ mắt tai mũi miệng thân ý, tại vì chính mắt tai mũi miệng thân ý này giúp cho chúng ta tu. Ví dụ như bây giờ mình muốn nhìn Phật thì phải nhờ cái gì? Nhờ con mắt. Thì thành thử ra nếu mình biết sử dụng con mắt đúng thì con mắt này nhìn Phật để tăng trưởng cái công đức. Nhưng mà mình không biết cái mình dụng mắt này, chị coi đó thấy ghét không? Trong khi đó cũng có tượng Phật, mình không nhìn Phật, không có nhìn cái dễ thương mà mình nhìn cái thấy ghét. Mình có lỗ tai để làm gì? Để nghe. Mà ồ chả thiếu gì để nghe. Nghe kinh nè, nghe pháp nè, nghe lời hay tiếng đẹp, mà thậm chí nghe nhạc, nghe chứ cái lời nói của nó, chị nghe nó nói nè, thấy ghét không? Tối ngày trong người mình là chữ ghét nó nhiều hơn chữ thương. Ít có gặp ai mình nói dễ thương lắm, đa phần là dễ ghét không à. Và thậm chí người nào mình thương quá, mình cũng nói thương quá, nó trời ơi thấy ghét quá đi. Cái chữ ghét nó ăn sâu. Và thậm chí cái mình không bao giờ mình giết, không bao giờ giết, nhưng mà giận quá, tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Thật ra Phật dạy đó, đừng có khởi những cái tâm đó. Cho nên cái giới thứ nhất, khi mà Phật tử thọ năm giới, quý vị thọ cái giới đầu tiên, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không giết người, không khuyến khích tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Trong cái tâm tưởng của con khởi, có nhiều khi mình bực tức, mình khởi riết nó thành cái chủng nghiệp, cái tập nghiệp của cái suy nghĩ của mình. Mình cũng không nói xấu ai, tại vì trên đời này cái xấu tốt nói sao cho hết, phải không? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trên đời này cái thị phi mỗi ngày nó có, mình không nghe là nó không có gì hết đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không là ở mỗi người. Biết nghe miệng mỉm cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Nếu mà người ta chê mình, mà người ta chê đúng, thì ta chê đúng có gì giận? Mà người ta chê mình mà người ta chê sai, ủa sai có gì buồn? Cho nên không có gì hãy giận với buồn. Có một vị quán chiếu và dạy cho chúng ta như thế này. Ở cái mặt đất này nè, nó có thể mọc lên những cây thảo dược để cho người ta trị bệnh, nhưng nó cũng có thể mọc lên những cây gì? Cây thuốc độc. Đất nó không có phân biệt. Nó chỉ là cái công năng của nó, cái bổn phận của nó là gì? Là nuôi dưỡng tất cả loại thảo cây. Mặt trăng, mặt trời chiếu xuống cũng thế. Không bao giờ mặt trời nó để tôi soi cho người thiện, kẻ kia bất thiện tôi không soi. Mặt trời soi bình đẳng. Cái quan trọng là mặt đất đã cung ứng cho chúng ta các loại cỏ, có thể là dược hoặc là độc. Thì cái người có chánh niệm thì chúng ta biết cái nào dược và cái nào độc. Mà thậm chí độc chưa chắc cũng đã là độc, nếu độc biết sử dụng đúng. Ví dụ như là cái baking soda mình để trong tủ lạnh đó, theo cái hiểu của mình là để trong tủ lạnh cho nó rút cái mùi hôi. Một thời gian sau rồi thì mình thay một cái hộp khác, thì cái baking soda đó không có bỏ, mình để dành đó, mình pha nước, mình ngâm những cái tấm thớt lâu ngày nó bị ố dơ rất là sạch. Cái cây chổi lau nhà đó, sau khi mình lau nhà rồi thì mình hay xả bằng nước nóng, nhưng muốn cây chổi đừng có hôi thì sau khi xả rồi phải xả lại bằng nước lạnh, để ngày hôm khác mình xài cây chổi nó không có bốc cái mùi hôi.
Đa số mình lau nhà xong mình cứ xả nước nóng rồi mình để đó. Cho nên hôm khác khi mình cần cái chổi mình nhúng vô là vô nước nóng nữa, thì cái nóng đó đó nó bốc cái mùi hôi của cái cây chổi đó lên. Cũng là một cây lau nhà, nhưng mà chúng ta biết sử dụng, biết xài nó là cây chổi đó không hồi. Cái khăn lau mặt cũng vậy. Nếu mà cái khăn lau mặt á, mình lau xong, mình giặt sạch rồi, xả nước nóng xong rồi, để phơi nó đừng bị hôi, phải xả lại nước thiệt lạnh, giặt ráo phơi thì khăn không hồi. Đa số là mình giặt bằng nước nóng xong rồi mình giặt lên, cho nên hôm khác mình cần, mình cầm cái khăn lên nó có cái mùi khó chịu. Kiến á, mà nó ố ở trong washroom á, mình nghĩ là lấy cái giấy cuộn á, cái hand towel mình lau nó sạch, nhưng mà thật sự ra xé cái đó nó hao mà nó chẳng sạch, nó chỉ đổ lông thêm kiến. Bây giờ có một cái cách là chúng ta không hao giấy đó mà không đổ lông là xài chùi bằng giấy báo. Sau khi xịt cái Windex lên rồi lấy giấy báo chùi nó, không tốn kém mà không đổ lông ở trên kiến. Vậy thì chúng ta tu là một nghệ thuật, sống là một nghệ thuật, phải không? Cái bình hoa này trước khi nó là bình hoa, nó là từng cánh hoa rời với nhau. Nhưng nếu chúng ta khéo, chúng ta cắt ướm thì một lát nữa từ những cái cánh hoa rời rạc thành ra một bình hoa đẹp. Trong kinh Đức Phật có câu: như từ những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy từ nơi thân sanh tử có thể làm ra được nhiều Phật sự. Cái thân này nếu chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng hay lắm đó, mà tại chúng ta không biết dùng. Vì sao? Vì chúng ta không có Phật học. Mà không có Phật học rồi thì làm sao học Phật được? Vậy thì bây giờ bổn phận của chúng ta là làm gì? Phải Phật học và phải học Phật. Ê, hàng tuần mà đi chùa nghe pháp là không bỏ nha. Bận rộn gì phải sắp xếp, tới giờ nghe pháp phải lên nghe, để mà trao dồi cái Phật học. Bao nhiêu chuyện tốt xấu thị phi nó đến với mình là đây, đây là giờ phút mình học Phật. Rồi cái chuyện gì nó đến với mình không sao, đây là ngò gai, đây là quế, đây là ớt làm cho tô phở thêm ngon. Không có nó thì làm sao tô phở nó ngon được? Ai mà ăn tô phở không? Cũng có, nhưng trừ những người ta không biết ăn. Không? Còn chúng ta là khác. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa chỉ nhắc quý vị một điều thôi. Trong đời này chúng ta đừng nhìn ai bằng cặp mắt thuần ác, bởi vì cái gì nó cũng có cái tương đối của nó. Bản thân chúng ta phải tu như thế nào? Nhớ là khi nói cái gì phải suy nghĩ kỹ coi mình nói cái đó có tổn giảm cho ai không, hay lời nói đó có thể tăng ích cho người. Bà A mới chửi bà B cho mình nghe. Mình tới nhà bà B chơi, bà B hỏi: hồi nãy chị tới nhà A nó có nói về tôi không? Tôi định không nói đó, mà thôi chị hỏi thôi tôi nói, bị tôi giữ giới thứ tư, tôi không có nói dối. Kể hết cho bà A bà B nghe. Bà B nghe xong bắt cái phone chửi bà A một trận. Bà A nghe xong bà A bắt cái phone chửi mình một trận. Thế là cái giới thứ tư đó. Cái giới thứ tư nó hại bạn vậy đó. Tại mình không biết giữ giới. Nè, nói thật mà phải có chánh niệm nha. Cái thật này làm lợi cho ai không? Thật này là tổn giảm sự hòa khí của hai bà nha, thì không nên nói. Mình nói thiệt là chứng tỏ mình thiện, phải không? Nhưng mà cái thiện này là trở thành ra bất thiện, cái hại. Cho nên thiện ác chỉ là tương đối. Hễ cái gì mà tăng ít thì gọi là thiện, cái gì mà tổn giảm thì gọi là ác. Và chúng ta phải học như mặt đất, học như mặt trời, không kỳ thị ai hết, dù là cỏ độc hay là cỏ dừa. Chúng ta phải học như ánh mặt trời soi rọi ôm ấp tất cả mọi người, dù đó là người thiện hay người ác. Pháp Hòa đem cái ví dụ này rồi đại chúng ứng dụng, xem chúng sanh như con một của mình. Nếu con mình mà nó hư, lỡ nó hư nó theo bạn bè xấu,
mình cũng là cái người buông bỏ nó luôn, chửi bới nó, hất hủi nó. Mình biết nó đã đi vào con đường sai rồi mà mình không mở cửa ánh sáng cho nó về thì nó đi đâu? Khi mà tất cả các cửa thiện đã đóng cho nó thì nhất định cái cửa ác mở nó thì nó đi về thôi. Mình quên một điều, cái người xấu mà mình càng chửi đẩy họ thì họ đẩy đâu? Họ đi về cái nẻo xấu. Nếu mình biết họ là xấu thì mình phải mở cửa thiện để họ trở về với cái thiện chứ đừng đẩy họ. Quý vị có thấy là Đức Phật độ người là không phân biệt. Cho nên ở trán Phật có cái chấm ngay giữa này. Trán Phật có cái chấm ngay giữa tượng trưng cho sự bình đẳng của đạo Phật. Không có phân biệt. Mà khi Phật nói kinh thì địa ngục, thiên đường gì cũng đều thấm nhuận cái điều đó. Cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến chùa. Và cầu chúc đại chúng có được an vui. Và trước khi mà quý vị hồi hướng đó, nếu trong đại chúng có ai có một vài câu hỏi thắc mắc liên quan đến Phật Pháp, quý vị cũng có thể nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ thêm. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, thì Thượng Tọa đã cho phép chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong đời sống tu tập, quý Phật tử còn bị vướng mắc một cái gì đó trong cái công phu tu tập hay có một cái chướng duyên nào đó trong cuộc sống, thì quý Phật tử chúng ta cứ mạnh dạn, được hoan hỷ chúng ta nêu lên để đây có đàn có trên với có Thượng Tọa giảng sư, Thượng Tọa trụ trì và có sư cô cùng đại chúng, chúng ta cùng chia sẻ để làm sao đem lại cái đời sống tu tập cũng như đời sống trong đời thường chúng ta thật sự được an lạc, không bị vướng mắc trong đời sống tu tập. Thì xin quý Phật tử chúng ta hoan hỷ, và thầy sẽ đưa hai cái microphone xuống dưới quý Phật tử nào thì quý Phật tử có ai đây xin truyền xin Phật tử truyền cái microphone xuống cho Phật tử gần cái máy quay nhé. Dạ con, lần cái cô thấu tiền đó, cô thấu dư cho mình 3 đồng. Bây giờ nếu mình đem trả thì là mình rủi đâu cô đó, cô gặp bà chủ và đứng đó, mà mình thì không biết bà chủ là ai. Mà mình không trả là mình tham cái của không phải của mình. Như vậy thì trong trường hợp đó mình giải quyết như thế nào? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa nói mà mình cũng thiếu cái chỗ đó, đó. Tức là thí dụ bây giờ quý vị nhận cái tiền đó lỡ dư, như mình tránh cái, để mình tránh cái trường hợp là cô đó bị đuổi việc đi. Thật sự 3 đồng nó cũng đâu có bao nhiêu. Nếu mình ngại nhận 3 đồng đó, mình mang tội tham, thí dụ vậy đi. Quý vị có thể làm thiện, có thể đem đi cúng chùa cho người nghèo. Tức là cái tiền đó mình làm phước. Mà cái phước đó của ai? Bà chủ cũng có một chút, cái cô bán cũng có một chút, mà mình cũng có một chút. Tại là cái đó không sao hết. Mình cứ làm những cái việc gì mà không phải nó chỉ một mình độc chiếm. Nó có một cái trường hợp, nó có cái trường hợp thí dụ như á, mình không khởi, nhưng mà quý vị đã khởi cái đó là tốt phải không? Nó có cái trường hợp này nó tệ hơn, là do chúng ta có cái gốc tham, cái căn bổn tham. Bổn tham là mình nha. Bây giờ cái cô thối tiền dư là duyên để mình tham, dư tiền là duyên để mình tham. Rồi mình nghĩ ra cái cách nào để mình chiếm 3 đồng này đây, gọi là cách thức tham. 3 thứ: cách thức tham, có gốc tham và cái duyên để mình tham. 3 cái đó kết hợp lại thành nghiệp tham. Cô hiểu ý không? Rồi bây giờ mình tu á, mà hồi nãy mình khởi được cái, mình bỏ được cái này là quý rồi đó. Cho mình bỏ được cái này là quý rồi đó. Thì bây giờ mình thay vì mình đem đi mình đưa người ta, thật sự ra cũng được, nhưng mà lỡ không phải cái, không phải đúng vậy, hay là mình gặp cái người đó không mất việc tội nghiệp người ta, thì mình đem cái tiền đó mình làm việc khác, không phải mình độc chiếm thôi. Hỏi lớn cũng được, hỏi lớn.
không có Đức Phật A Di Đà, không có cõi tịnh độ. Còn bên tịnh độ thì nói là tu thiền rất khó thành Phật, cho nên là mình phải tu bên tịnh độ. Con không hiểu tại sao nó lại có người tu thiền, người bên tu thiền thì rất chấp là không có tịnh độ, còn người bên tịnh độ thì lại thấy cái pháp môn tu thiền là không có hay bằng tịnh độ. Con cảm thấy rất là buồn khi mà những cái hai bên chùa mà các vị tu thì có cái thái độ lúc gặp nhau thì lại không có được hòa hợp như vậy. Thì xin thầy giải là bên tịnh độ hay bên thiền là bên nào thật sự là đã đúng dạ. Cảm ơn thầy. Chị đi hai chùa mà hai chùa có những cái một bên hết á, thôi mình lập cái giữa đi. Thế đại chúng, trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật có kể một câu chuyện. Có một ông thầy đó, ông bệnh mà ông đau nhất hai cái chân, cho nên mỗi ngày có hai người đệ tử thay phiên nhau massage hai cái chân đó. Thì cái anh tịnh á, ảnh ghét cái anh thiền lắm, cho nên rồi thì ảnh massage cái chân một anh thì bóp chân trái, bên anh lo chân phải. Thì cái bữa nọ cái anh chân trái anh bận việc, anh đi vắng, anh ở nhà chân phải thừa cơ hội đập gãy cái chân trái, tức là lâu nay mình ghét đó, mình không ghét cái anh mà massage, đánh luôn cái chân mà nó thường massage. Anh trái anh về anh thấy cầm lên thấy chân trái của mình bị gãy như vậy đó, cho anh mới lấy cây anh đập luôn cái chân phải bên kia cho nó gãy luôn để trả thù chơi. Nhưng mà rốt cuộc hai cái chân của ai bị gãy? Hai của ông thầy. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó. Thì cũng như thế, Phật nói là tất cả đệ tử của Phật nếu không có khéo ứng dụng pháp môn của mình thì cũng sẽ xảy ra cái trường hợp là mình làm tổn thương ông thầy qua cái kiến chấp của mình. Thưa đại chúng, thời của Phật, Phật không bao giờ nói đây là pháp môn gì hết. Thời của Phật không có một cái pháp môn gì hết. Phật không có nói, chỉ tùy mọi hoàn cảnh mà Phật dạy người ta tu thôi. Ví dụ nha, hôm nay mình tới đây mình với cái tinh thần không có pháp môn gì hết á, vì cái chị này chị nói thầy ơi con tâm con loạn quá. Thì bây giờ mình thấy chị khỏe, chị có thể ngồi thiền được, dạy chị ngồi thiền quán hơi thở để quên đi những cái loạn. Bà cụ kia lẩm cẩm quá muốn tu định tâm mà bây giờ ngồi thiền coi bộ đối với cụ khó quá, dạy cụ niệm Phật, lấy câu niệm Phật để giúp cho cụ định tâm. Vậy thì thưa đại chúng á, tất cả các pháp môn như là tịnh thiền mật không có bất cứ, chỉ vì một việc thôi là làm cho chúng ta có chánh niệm. Cái chủ yếu tu của đạo Phật là để cho chúng ta có được cái chánh niệm, đừng có tạp loạn ở nơi tâm mình, chứ không có gì hết á. Nhưng mà cái cách thức thì nó có khác. Cũng giống như cái mục đích chính là chúng ta ăn cho no, còn cái chuyện ăn bún, ăn mì, ăn cơm, ăn cháo là tùy cái cơ thể của mỗi người. Không có ai được có cái quyền mà phê phán người ăn cơm nói ăn bún hết trơn á. Cũng giống như á, người thì uống thuốc cao máu, người uống cao đường, người uống cao mỡ, ba cao một thấp, chị kia uống thấp khớp. Thì bây giờ cái anh cao đường anh thấy anh dở, anh thấy tôi không tới từng tuổi này mà không bao giờ bị đường nữa. Anh hay quá, anh cao máu kìa. Cao đường, cao mỡ, cao máu cộng thêm cái thấp khớp gọi là ba cao một thấp. Thì tất cả các pháp môn không, Phật không bao giờ đặt đó là pháp môn. Mà nếu mà là có pháp môn, đó là pháp môn cho từng căn bệnh của chúng sanh. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, các vị tổ Trung Quốc cách Phật 700 năm bắt đầu mới đặt ra cái chuyện tông. Chứ thời Phật đâu có tông, Phật đâu có tông gì đâu. Bắt đầu 700 năm sau, các vị tổ Trung Hoa bắt đầu mới đề xướng các tông, mà lập ra 10 tông. Không phải chỉ có Tịnh Độ tông không, mà có Thiền tông, Luật tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông,
vân vân, tổng cộng là 10 tông. Nhưng mà cái tông nghĩa là gì? Nghĩa là tông chỉ. Tông chỉ tức là đường lối, cái tôn chỉ, cái mục đích của mỗi một cái nhóm tu, một cái giáo phái tu. Tu gì cũng để nhằm một mục đích, đưa chúng ta trở về chánh niệm. Người tu thiền lấy hơi thở làm chuẩn để quán niệm cái giây phút hiện tại này. Người tu tịnh tâm loạn quá lấy câu niệm Phật làm chuẩn. Người tu mật tông tâm loạn quá lấy câu thần chú làm chuẩn. Án mani bát di hồng, án mani bát di hồng. Tất cả cái đó đều là giúp cho mình định tâm mà, chứ nó đâu có mục đích là làm cho mình tranh chấp đâu. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tranh chấp là do chúng ta không hiểu được ý Phật, không hiểu được cái tông chỉ của mình. Mặc dù mình đang nói tông, mình nói tôi là tông tịnh độ, mình nói tôi là tông thiền, nhưng mình không hiểu mục đích cái tông mình để làm gì, thì cũng sẽ sanh ra cái sự tranh chấp tông. Cái thứ hai, chúng ta thường hay nói đời này là đời mạt pháp. Pháp của Phật làm gì mạt? Chân lý mà làm sao mạt được? Mạt là ở cái chỗ tất cả chúng ta là những người học Phật rồi bắt đầu sanh tật lập tông đây nè. Sanh tật nói tông này nè. Đó, từ đó nó mới mạt nè. Đó, bây giờ trước hết là một Phật tử tâm đang bối rối, không biết cái nào đúng cái nào sai đó. Rồi có thể là một lúc nào đó mình chán chường, mình không muốn tu nữa, là tự nhiên pháp mạt trong người mình. Chứ pháp Phật sao mạt? Pháp của Phật không có mạt. Mà cái mạt là do chúng ta không ứng dụng được chánh pháp. Thời Phật không hề có tông gì hết, mà do chúng ta tự lập ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, 41 năm trước ở nước Mỹ này có hội hội đoàn hội thân hữu Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Bình Định, Quy Nhơn gì không? Không có. Rồi bắt đầu người Việt mình qua đây, bắt đầu tùy theo mỗi cái vùng chúng ta lập hội. Hội thân hữu Bình Định, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế. Thì do chúng ta rồi, cái tông chỉ của chúng ta là gì? À, muốn kết hợp lại những người bà con đồng hương Bình Định, Quy Nhơn. Thì chúng ta không thể nói ôi ơi, ở ngoài Huế tôi có cái bánh bột lọc, tại vì tôi rất là ngon, không như ở trong Nam có cái bánh gì đó ăn không ngon chút nào. Thí dụ vậy, nói vậy đâu được. Mỗi một vùng nó có một cái đặc sản của nó. Và mình kết hợp cái nhóm để mà hợp những bà con đồng hương cùng một xứ sở với mình, để hoàn huyên tâm sự, để có thể ăn những cái món ăn quê hương của mình. Chứ không được quyền chê trách hội này hội kia. Thì cũng như thế, Phật, thời Phật không hề có tông gì hết. Mà thời của Phật cũng không hề có đại thừa tiểu thừa gì hết. Kể cái vụ đại thừa tiểu thừa của mình, chứ Phật đâu có nói này tôi nói là đại thừa, tôi nói này là tiểu thừa đâu. Mà cái ngày xưa Phật nói chữ tiểu thừa và đại thừa là chỉ để chỉ cho hai cái tâm niệm của chúng sanh. Những chúng sanh nào mang cái tâm niệm nhỏ nhất, chỉ muốn lo mình mà không biết lo cho người, thì Phật gọi cái đó là tiểu. Người nào sống mà biết lo cho thương yêu cho quần chúng, biết đem pháp môn chuyên chở cho quần chúng thì gọi là đại. Rồi bây giờ chúng ta lấy hai chữ đại thừa tiểu thừa để chúng ta chống phá, để gọi là hai cái giáo phái, thì tiểu thừa và đại thừa. Cái nguồn gốc Phật tử chúng ta còn không làm được thì trách chi ngoại đạo người ta cười mình. Thật ra thôi bây giờ như thế này nè, ai nói gì nói, tu mà không học là thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái mà vừa rồi mà chị đang nói đó. Mình là người Phật tử phải có chánh niệm. Mình hợp với cái thuốc nào uống thuốc đó. Dù ai nói gì đi nữa, nhưng mà dạ em đau bụng, em không phải nhức đầu, chị đưa em thay nên em cũng đâu có được. Tổ Ấn Quang xác định thuốc không phân hay dở, trị được lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Người ta có quyền quảng cáo thuốc của người ta,
nhưng mình cảm thấy không hợp thì khỏi cần mua. Và không ai đốt phong long mình hết, đừng có lo, đừng có sợ phải mở hàng. Người ta mở tiệm, người ta có quyền quảng cáo. Tiệm của quý vị thấy không, cũng một thứ thuốc thôi mà hãng này làm, hãng kia làm, rồi ta quảng cáo. Thì mình có quyền coi hết á. Coi tivi là phải chịu trận với cái quảng cáo à. Nhưng mà anh không hợp với cái đó, anh không cần phải mua và cũng không cần bận lòng. Cái nào không hợp với mình, dù đó là lời Phật, không theo, không hề có tội. Phật đã xác định rồi, cái nào hợp thì chúng ta vô lượng pháp môn tu. Nghĩa là pháp nào con cũng học, nhưng mà con sẽ sàng lọc coi pháp nào phù hợp với con. Người ta có quyền cho mình bao nhiêu món ăn, ăn không được làm sao phải ăn, ăn vô bệnh thêm làm sao. Nhiều khi một trái cà bằng ba chén thuốc làm sao, phải không? Thành thử ra yên tâm chuyện đó. Như vậy mới gọi là chúng sanh. Và như vậy mới thấy rằng trên đường tu đâu phải đơn giản, phải không? Biết bao nhiêu những cái như vậy, yên tâm cái chuyện đó. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Khởi lên là mình tu khá rồi đó. Không phải chỉ lễ Phật không, tụng kinh vọng tưởng cũng khởi, ngồi thiền vọng tưởng cũng khởi, phải không? Niệm Phật vọng tưởng cũng khởi, làm gì vọng tưởng vẫn còn khởi. Không sợ và không cần làm gì hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta có vọng tưởng cho nên mình mới ngồi đây tu nè. Chứ nếu mình hết vọng tưởng tu gì nữa. Như người hết bệnh thì cần chi phải uống thuốc. Kẻ uống thuốc là vì còn bệnh. Cái quan trọng là nhờ uống thuốc này mà chúng ta lắng bệnh. Nghĩa là cái nào nó khởi tới, buông nó liền, đừng theo nó. Hiểu ý không? Thí dụ mình đang niệm Phật được 3 câu, cái tự nhiên mình nhớ trực lại, mình nói chết rồi, hồi nãy tôi mở cái lò tôi quên tắt, hay là cái gì đó, cái chuyện nó khởi tới. Thì nếu như mình thật sự mà quên tắt thì cứ đứng dậy đi tắt rồi trở lại niệm, không hề có tội. Còn hơn là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật niệm lẹ lẹ đơn để nó cháy. Cái đó niệm mất thời gian chứ đâu. Thà là mình đi xuống mình tắt cái lò đi, để rồi cái vọng tưởng nó làm sao, nó dứt liền trở lên khỏi bị nó nữa. Còn ngồi chi để mà Phật lấy điểm với Phật, mà rồi vọng tưởng nó cứ khởi. Nhưng mà thưa đại chúng, vọng tưởng là chuyện có thật. Mình có vọng tưởng thật. Nhưng mà thật gì? Thật có cái vọng tưởng. Mà đã là vọng thì nó không thật. Cho nên không theo. Cái giờ phút này mình ngồi tụng kinh niệm Phật, đây là có nó khởi. Quý cô hiểu ý không? Cho nên đừng có sợ, đừng có lo là trời ơi làm sao tôi mới tịnh. Chính nó không tịnh, cho nên đấy, giờ phút ngồi thiền tụng kinh niệm Phật lại Phật này đây là mình mới cần. Ngày nào mình còn cái đó nó xen vào là mình biết ngày đó còn tu. Còn anh là còn tôi, còn anh còn quấy là tôi còn tu, anh còn quấy là tôi còn tu. Quý vị nhớ cái bài hát không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Con trâu đó là ai? Là tâm của mình, là cái tạp loạn của mình. Mình là cái người chăn trâu. Sáng đi đâu dẫn trâu theo, chiều đi về dẫn trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, lên giường ngủ nó có yên chưa? Nó cũng nghĩ tiếp, ngại trâu lại bứt dây. Nhưng mà mình thiền quán, mình tu tập hoài, đến một lúc nào đó, chú trâu ơi, mình nói với tâm mình, chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua mình muốn phiền đắng cay, thì ngày nay là một ngày an vui. Nhờ nó có đó đó, nhờ nó có loạn vậy đó. Cho nên khi nào mà tâm mình an định, mình mới thấy thật sự là một nguồn vui đáo để. Cho nên đó, thí dụ thỉnh thoảng có những cái buồn phiền nó đến, biết à cái này là một trong những cái bản chất của thế giới ta bà và chúng sanh. Nhưng mà hôm nào nhồi phiền não nó được giải quyết hết, tâm quý vị nhẹ không? Nhẹ nhàng, khỏe vô cùng.
Thưa đại chúng, quý vị đừng có ngại, nếu không có bùn thì sẽ không có sen, phải không? Không có bùn thì sẽ không có sen. Khi mê, bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Một câu nữa rồi mình nghỉ. Hồi nãy chị phải không? Còn câu hỏi thứ ba cũng từ đang gửi cho thượng tọa, nghe thượng tọa có thời gian xin thượng tọa giải thích cho Phật tử. Làm công quả nhiều mà tâm bất kính với chư tăng thì phước có hay không, và con phải làm sao để có được phước quả tròn đầy? Cái câu hỏi là biết nó cũng hơi lúc lắc rồi, tròn ở đâu nữa mà đầy ở đâu nữa. Mà nếu nó có đầy nó cũng tràn mất. Thưa đại chúng, nó như thế này. Mình làm phước, mình làm công quả là mình có cái phước. Nhưng mà nếu mình khởi tâm bất kính với chư tăng, với thiện hữu tri thức là nói chung á, chư tăng bạn hữu tri thức, thì kiếp sau hay là một lúc nào đó mình cũng có được một cái phước là mình có ăn, có mặc, hoặc là mình đẹp, mình sang, mình thông minh vân vân. Nhưng mình thiếu một cái phước là gặp bạn lành. Hai cái nó rõ. Nếu mình biết kính trọng bạn thiện tri thức thì lúc nào mình cũng gặp người bạn hiền, bạn tốt. Nhưng mà thưa đại chúng, tiền nhiều mà không bạn chơi với ai? Có phải không? Mình rất nhiều tiền, bữa cơm nào cũng là cao lương mỹ vị, nhưng mà ăn có mình là không ai ăn dung với mình hết thì đâu có đúng, mình đâu có vui. Cho nên dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Người Mỹ họ có câu á, a day without friend as a life without sun, hay là nói là a life without friend as a day without sun. Một ngày, một đời người không có bạn như một ngày không có nắng. Như vậy thì khi mình làm phước, có phước thì được cái phần phước mà chúng ta làm, nhưng mà không được cái phần phước người thân, bạn hữu. Cho nên mình gieo cái phước nào thì được cái phước đó. Nếu mình gieo phước với thiện hữu tri thức, với bạn, nếu mình bất kính chư tăng là mình không được gặp thầy tốt, mình không được gặp minh sư. Mình không thương thiện hữu tri thức, bạn bè của mình, thì không gặp được bạn tốt, mà gặp bạn phá. Mình làm ra như họ gạt gẫm mình hết, họ dụ dỗ mình hết, phải không? Cho nên quý vị thấy nè, về Tây Phương Cực Lạc rồi mà vẫn cần bạn, cho nên mới nguyện câu bất thối Bồ Tát vì bạn lữ đó. Về Cực Lạc Tây Phương rồi mà còn muốn có bạn nữa thì huống ở dưới này. Đừng để em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, tại lúc nào mình cũng phải cần có bạn. Và nhà Phật chúng ta có câu gì? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bây giờ đại chúng muốn khiêm cung á, quý vị tập đây nè. Quý vị thấy cây trúc không? Cây trúc là tượng trưng cho quân tử. Thân thì thẳng, ruột thì rỗng, phải không? Người quân tử thẳng thắn rỗng lòng, bên cạnh đó không thiếu khiêm cung. Cho nên khi mà gió thổi á, quý vị sẽ thấy cái lá trúc nó làm sao, nó ngoắc ngoắc cái đầu nó vậy nè, tượng trưng cho luôn luôn cúi đầu. Đó, cây trúc là một quân tử nhưng mà không bất kính, rất khiêm cung. Cho nên mình nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Lên cõi Cực Lạc rồi mà vẫn muốn bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? Thì thế giới thì cũng chúng ta cũng vậy. Tu mà chúng ta không có ai thương, không còn ai quý mình nữa, không còn ai, thì mình bây giờ thí dụ bây giờ mình nấu thức ăn thiệt là nhiều, rất là ngon, chỉ mong ai ăn? Bá gia bá tánh Phật tử tới ăn. Mà nếu mà người ta ăn mà mình cằn nhằn, mình la lối rồi người ta không ăn, cái mình ế, cái mình đi đăng nỉ. Sau cái lúc mà người ta ăn đàng hoàng, mình không để cho người ta ăn cho ngon, cho trơn tru, ăn gì ăn dữ vậy?
nói trời ơi chị nấu ngon tôi mới ăn chứ, phải không? Thành thử ra cẩn thận cái đó. Có nhiều khi á, trong sách cũng có câu á, mình mà không khéo là công tội ngang nhau. Công thì cũng có nhiều mà tội thì nó cũng khá. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nhớ vậy nè: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn, một đốm lửa sân có thể thiêu cả rừng công đức. Một cái cây chặt xuống làm được ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây, có phải không? Rồi vậy được rồi ha.